Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang theo dõi kênh Phần Lan Vest Sun Bin Sun Ba Theo Lan Hai Tư Chết Sử Dụng Mạng. Sarah Lombi sẽ về ép với lại Madame Lombi và tôi sẽ về ép với lại cả Phần Lan đấy nha. Sau đó tôi sẽ về ép với lại tôi sẽ về ép với lại Sarah Lombi. Tôi sẽ sử dụng Sarah Lombi và trước tiên tôi sẽ thả Chris Zombie này.
sử dụng Power Ramovi, thì tôi sẽ sử dụng Power. Xin kết thúc video của tôi đây. Nếu các bạn hay, tôi xin like và nhớ subscribe ủng hộ kênh tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.